À, bây giờ là em đang lên cái bạn cọp này đi về ở bên Sóc Trăng nha cô chú anh chị các bạn. Rồi thì bây giờ em đang lại em dẫn con bò siêu của cái chú này về giao cho khách ở Sóc Trăng cô chú anh chị và các bạn. Con siêu với con cọp hết sảnh chưa? Rồi. Chơi phải không? Sáng giờ không có dám cho nó uống ăn. Rồi xe ra bắt ra đi. Có chừng nhá được kìa. Mày con hả? Không hề. Về mấy khúc đó em cắt bỏ hết nè. Cái lùa lên trước thì con nắm cửa lên cho. Còn một đực trời. Ừ, nắm dây lên hả? Cởi cho luôn này đi luôn. Bán con bự tặng con nhỏ. Coi. Đó cô chú anh chị bạn, bây giờ là em sẽ dẫn con bò siêu khổng lồ, bò bự hết biết anh Hải. Mấy con bò bự ghê. Nó đây dữ à. À, biết con bò cũng trời. Thấy con bò không bà con? Đó. Chú la phụ cái chú. Hả? Phụ cái. Rồi ok chú. Mang đem tiền xuống. Rồi biết anh em nói. Dạ rồi. Rồi chú bắt tay lên đường thuận lộ bình an. Ừ lớn rồi này. Ừ. Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hôm nay em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn hình ảnh của một đôi bò cái lai xin của chú anh chị và các bạn. Cái này thì được, nói chung là được gần 8 tháng tuổi rồi. Một con là hơn 8 tháng, còn một con là mới 7 tháng mấy thôi. Thì hai con bò này nói chung là giá cả cũng hợp lệ yêu thương thôi. Cô chú anh chị và các bạn ai có nhu cầu muốn mua đôi bò này thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình nha. Bò em bán thì nói chung là cô chú anh chị các bạn có thể nhìn trực tiếp trên cái video đó. Còn ai có nhu cầu muốn đến coi trực tiếp thì cũng được, nhưng mà có nhiều cô chú anh chị ở những vùng miền xa chúng ta không có đi tới coi được, thì chúng ta sẽ coi trực tiếp trên cái video của em. Thì video của em thì nói chung là em sẽ quay cận cảnh chi tiết về tất cả những cái hình ảnh của con bò, từ chân móng cho tới dậu rúng cũng như là xác tích của con bò để em quay đều quay cận cảnh hết, gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn để chúng ta có thể lựa chọn một con giống tốt phù hợp với mức giá thành phải gọi là vừa túi tiền của bà con. Thì chúng ta nông dân nông thôn thì chúng ta cũng đôi khi kinh tế nó cũng eo hẹp chút xíu, để chúng ta lựa mua đôi bò tầm khoảng 3 mấy triệu. Thì hôm nay có nè cô chú anh chị bạn, đôi bò này khoảng 3 mấy triệu thôi, nhưng mà là đôi bò cái nói chung nó cũng không có phải là xấu mà nó cũng không phải là đẹp, nó cũng trung trung bò nên cái giá thành cũng trung trung. Và bây giờ em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đến với cái nội dung ngày hôm nay, và mong mọi người hãy đừng quên là đăng ký kênh để không bỏ lỡ video tiếp theo của em nha. Và bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn đến với nội dung ngày hôm nay. Đây cô chú anh chị và các bạn, trước mắt chúng ta là hình ảnh của một đôi bò cái lai xin, một con khoảng 8 tháng, một con khoảng 7 tháng mấy. Con nhỏ ngoài đây là 7 tháng mấy nè quý cô chú anh chị và bạn. Đôi bò cái này nó chỉ có giá là 37 triệu thôi ha, 37 triệu nha cô chú anh chị và bạn. Đó, hai con bò cái chân móng thì nói chung là nó hoàn thiện, chân móng là móng sò nha quý cô chú anh chị và bạn. Đây chúng ta có thể thấy nè ha, tại vì em lạ mặc cái áo vàng hơi nổi nên bò thấy nó hơi sợ. Đây quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta có thể thấy nè, nó từ thùng dạo rúng yếm lông nhuyễn da sát nha quý cô chú anh chị các bạn. Đó, rất là ok.
mấy con bò này nữa nó mát sữa dữ lắm, lông diễn nhừ luôn, khích rịch luôn ha. Chân móng là móng sò nha quý cô chú anh chị các bạn, hai con luôn ha. Đó. Chân sau nè, móng sò chân kiền đứng thẳng. Con bên kia là rúng chiền, con bên đây rúng cũng chiền nhưng mà ít. À, cái này vú trời, cái vú hết biết cái đầu vú luôn cha ơi. Nó nhỏ xíu mà cái đầu vú chà bá luôn. Đây cô chú anh chị các bạn. Đó, hai con đều là không có sừng hết nha. Sái bớm thì theo em quan sát là hai con là sái bớm hoàn toàn nghiêm chỉnh. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta có thể thấy trực tiếp trên video của em. Em sẽ quay cận cảnh để cô chú anh chị và có thể thấy. Này hai con sái bớm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Cái con đứng trong nó liếc cái ghê không? Nó làm nó rình. Nó tưởng nó em làm gì đó nó rình cái ghê luôn á. Đó, hai con nè cô chú anh chị và bạn thấy không? Cái đít nè, hết biết cái đít không? Cái lưng nè. Đó. Sái bớm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đó. Ở bên kế bên nhà thì người ta đang xây nhà thì nó hơi ồn chút xíu, thì cô chú anh chị và các bạn nếu như mà có nghe âm thanh ồn ồn thì cô chú anh chị bạn thông cảm nha. Đó. Từ chân móng cho tới hình hài rúng nếm cặp này chỉ có 37 triệu thôi cô chú anh chị và bạn. Rất là vừa túi tiền đối với những cặp vợ chồng mà chúng ta mới ra riêng. Hay là những anh những chị, những cô những chú chúng ta chưa nuôi bò và chúng ta tập tành bắt đầu nuôi bò. Thì cô chú anh chị còn gì nữa mà không gọi ngay cho em số điện thoại em để trên màn hình để chúng ta có thể sở hữu ngay cái đôi bò này chỉ có giá là 37 triệu thôi quý cô chú anh chị bạn. Đây bà cặp bò cái Lai Xin ha. Cặp bò cái Lai Xin này, cặp này chắc khoảng trên 1m15 hết hả cưng? Cặp này trên 1m15 không? Đó, cô chú anh chị bạn em đang đứng trước mặt của nó để em ghi hình. Ừ, mong là cô chú anh chị và các bạn ai có thích đồ bò này thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình nha. Sái bớm của hai con thì hoàn toàn nghiêm chỉnh, chúng ta có thể thấy trên video ha. Mặt mày nè, không có một cái tì vết nào nha. Không có bị dặm giá, không có bị đốm, không bị lan gì hết nha quý cô chú anh chị và bạn. Đối với những con bò cái Lai Xin này thì chúng ta đặc biệt một điều chúng ta mua thì chúng ta sợ nó bị lan, bị đốm. Nhưng mà hai con bò cái Lai Xin này đặc biệt là nó không có bị lan, bị đốm gì hết nha quý cô chú anh chị và bạn. Bò thì nói chung là nó hoàn thiện từ rúng yếm cho tới chân móng. Chân lại bẻ cỏ cho ăn cho bà con ta coi thử đi kìa. Để dạy cỏ ơi. À, nó thấy em mặc áo vàng đó quý cô chú anh chị bạn. Nên thấy nó hơi sợ. Đó, thấy không? Bẻ cỏ chứ đừng bẻ mía nha. Bẻ mía anh chủ nhà ra anh chủ nhà có chứ cưng luôn á. Anh thấy mấy cái mía là anh thấy anh nhiễu nhão nãy giờ đó. Đây quý cô chú anh chị có thể thấy cái đôi bò này ha, trông nó khá là ok. Từ rúng yếm cho tới chân móng Út đều quay cận cảnh cho bà con coi ha, làm lại lần nữa nha. Nè chân móng nè bà con thấy không? Đó, chân móng nè rất là ok. Đây nữa nè quý cô chú anh chị và bạn thấy không? Đó. Dầu của nó nè, nè thấy dầu không? Đi lại gần gần cho nó không? Hai bò này thấy anh nó sợ gần chết. Sợ. Thấy anh nó sợ gần chết. Nó quất kìa. Nó né gà nó ăn. Thấy chưa? Thấy chưa? Quất liền chứ tha hứng gì. Cái làm gì vậy? Đúng mía hả? Đây quý cô chú anh chị các bạn. Hàng bò này nó thấy em nó sợ. Nên không ăn. Gì? Thôi. Mía còn nhỏ nhỏ ăn cái gì cưng. Cặp bò này chỉ giá 37 triệu thôi nha quý cô chú anh chị và bạn. Ai có nhu cầu muốn mua đôi bò này thì cứ nhanh tay liên hệ với em số điện thoại em để trên hình.
từ lông da cho tới chân móng đều hoàn thiện ha, không có bị giậm giá, không bị đốm, không bị lan. Nó chân móng á là móng sò, rúng là rúng chiền, nhưng mà ở trong có con rúng chiền, còn con này rúng chiền hơi ít nè. Nó bà con chúng ta thấy ai có nhu cầu muốn mua thì nhanh tay gọi em số điện thoại em để tình hình đó. Cặp bò này là cặp bò cái lai xin nha cô chú anh chị bạn. Đấy, những bò lai xin này mà nó chúng ta về chúng ta phối 3B hay là kem Pháp thì về nó đẻ con ra nó lai F1 á, lồng nhuyễn và sát đẹp cực kỳ quý cô chú anh chị bạn. Đó. Rồi thì nãy giờ Út đã cập nhật đầy đủ cái thông tin cũng như là cái tháng tuổi và cái giá thành, thì bây giờ Út sẽ đo hạo thử chiều cao gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem thử coi cái đôi bò này chúng ta có mua được hay không nha. Đó, bây giờ đo thử chiều cao nè, hạo thử coi cái chiều cao nó bao cao, coi thử cái chốt được hay không cô chú anh chị và các bạn. Nhanh tay liên hệ với em nếu mà cảm thấy thích đôi bò này nha. Đôi bò này chỉ giá là 37 triệu thôi nha quý cô chú anh chị bạn. Bò này cái con trong là 1m22, còn cái con ngoài là 1m18. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta nếu mà cảm thấy thích thì cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại em để trên màn hình. Và bây giờ em xin kết thúc cái video ở đây và kính chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã và đang xem video của em. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.